Hiện nay bên cạnh sản xuất lúa hàng hóa, huyện Kim Động đã xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất tập trung các giống lúa chất lượng cao cung ứng cho thị trường gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, trở thành địa phương có diện tích sản xuất lúa tập trung nhiều nhất tỉnh trong vụ xuân năm nay. Năm nay toàn huyện có trên 508 ha sản xuất tập trung theo quy mô cánh đồng mẫu lớn từ 10 ha trở lên, tăng 173 ha so với vụ xuân năm 2020, năng suất đạt 67 tạ trên ha. Tiêu biểu như 8 ha giống lúa Thino 8 tại xã Phú Thịnh Đức Hợp, 106 ha giống lúa Quy 5 tại xã Toàn Thắng, Song Mai và Vĩnh Xá, trong đó vùng sản xuất hàng hóa liên kết tiêu thụ sản phẩm với tổng diện tích 54 ha được các công ty thu mua ngay tại chân ruộng. Tham gia mô hình cây lúa tập trung, nông dân không chỉ giảm chi phí sản xuất nhân công mà chất lượng lúa cao, kháng bệnh tốt do thực hiện đồng bộ các biện pháp chăm sóc, phun thuốc trừ sâu, hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất thông thường.